Quá đâu. Nhìn cái sông của nó này, to chưa? Con này màu gì em? Trời ơi, vườn rau nhà tôi, rau hôm nay nó toàn sâu à. Mà sâu gì mà toàn sâu một sắc con. Ui, nó ăn no xong bây giờ mặt nó hớn hở thế này ừ. Thế con siêu nhân đâu mà bảo nó sang rồi. Nó ăn rau rồi mình ta lết vườn rau rồi nó còn cười được nữa. Mày cười cái gì? Mày ăn hết rau nhà tao rồi bây giờ mày còn cười à? Vui lắm à? Ăn cho nó béo mầm ra đi. Con siêu nhân nó sắp sang rồi đấy. Nó sang xử lý mày ấy. Ăn hết rau nhà mình rồi. Siêu nhân mãi không sang à? Cười cái gì mà cười? Ăn của người ta là còn cười. Ủa? Em ra rồi, em nhìn xem. Đợi em mãi thì mình cứ lũ sâu nhà chị xem. Chị có biết cái gì không? Cái gì đấy? Cái kim để em ha, xử lý hết lũ sâu rồi luôn. Thế em nhìn theo, em các nhìn theo. Các học màu. Dạ, xử lý hết lũ sâu à? Không nhận cái con sâu nhân bảo sao nó học giỏi. Cái gì nó cũng nghĩ ra để học được. Bây giờ đi bắt sâu cũng học màu. Học thì học thôi. Con màu này màu gì? À, chị ơi, con này là con màu green à? À, đúng rồi. Em mà có xử lý được không? Chị giúp cho. Con này ghê lắm ấy. Mạnh à, thế nào? Mạnh à. Ui, gặp hết cả mình rồi. Con sâu này nó ăn nhiều, nó béo á. Sâu chọc nó ra phát là nó lổ đùm đùm luôn. Cái này là con nào pink à? Để chị giữ dưới nhé. Chị sợ lắm, sâu ơi, sâu ghê. Béo nó lỗ to nhô. Sợ thật ấy. Kìa kìa đằng kia hắn còn cơ nhiều lắm ấy. Đấy. Cái gì đấy? Ghê lộ. Đấy em thấy không, con này to nhô. Con này to thế. Nó cứ nhìn chị nó cười mới bực chứ. Chị sợ lắm ấy. Cũng cho nó chưa? Ông Nhật giả hết rồi. Ông Nhật siêu nhân giỏi thật đấy. Quá đâu. Nhìn cái sông của nó này, to chưa? Dữ rồi, con này. Con này màu gì em? Sợ thật ý. Em thấy bọn sâu chị kinh khủng quá. Ôi, sao nó giống màu em ý? Hay là đây là con sâu siêu nhân? Giống lắm. Em trắng. Mày nhớ mày á, bây giờ siêu nhân sẽ tiêu diệt mày đấy. Mày là con cuối cùng rồi. Tất cả mấy đồng bọn mày bị bắt hết rồi đấy. Ăn rau à, từ giờ nhá, hết cơ hội ăn rau nhà ta. Siêu nhân xử đi. Cái xác của mình, công nhận nhỏ của siêu nhân đấy. Chị à, chị không dám làm mấy cái này đâu. Chị sợ lắm đi. Ngồi đây nghỉ đi. Mệt đâu. Không mệt. Không mệt à, thế nào, em thấy sâu người chưa kinh không? Kinh. Vừa to nhờ. Không kinh nhá. Công nhận em giỏi thật đấy. Ôi chị mệt quá, mà từ đấy chị dâu giữ cho nó sợ to này luôn. Thôi, bây giờ về nhà chị đi. Về nhà chị nấu cái gì cho ăn từ sáng giờ, em ăn gì chưa? Em ăn rồi. Ăn rồi à? Được chứ, hai chị em mình còn ăn kẹo dài thế. À thế ạ? Ồ thế thôi, bây giờ về nhá. Khổ thần toát hết cả mồ hôi này. Đấy tiêu diệt sâu hộ nhà chị mệt như thế cơ mà. Tại vì sâu của chị to. Ừ, to. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe.